Xin chào các em học sinh thân mến, rất là vui khi được gặp các em trong bài học ngày hôm nay. Vậy là cô trò chúng ta đã sắp đi hết cái chương trình học kỳ 1 rồi phải không ạ? Và chuẩn bị tiến tới một cái kỳ thi cực kỳ quan trọng, đó là kỳ thi cuối học kỳ 1. Và trong quá trình giảng dạy thì cô thấy là các bạn đang rất là lo lắng trong cái kỳ thi này, vì là chúng ta chưa biết là phải ôn luyện như thế nào, cũng như là cái việc hệ thống hóa lại kiến thức, đúng không ạ? Và hôm nay thì cô sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề này trong một số cái buổi học. Cụ thể là trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ giúp chúng ta hệ thống lại cái kiến thức bằng một các chuỗi các câu hỏi, thay vì cái việc cô liệt kê lại kênh bảng xong rồi các bạn chép vào vở, đúng không, thì nó sẽ rất là khó nhớ. Và cô sẽ thay đổi một chút về cái cách mà chúng ta hệ thống lại. Và thứ hai là trong các buổi sau thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta chữa một số cái đề thi minh họa để các bạn sẽ có thể làm quen với cái dạng đề và không bị bỡ ngỡ khi mà chúng ta nhận cái đề thi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đi vào bài học ngày hôm nay. Và để nhận được những cái thông báo về những bài học mới nhất của cô thì các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những cái thông báo kịp thời nhé. Và bây giờ thì cô trò chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Cô trò ta sẽ bắt đầu đi vào câu hỏi đầu tiên. Câu thứ nhất, các bạn cùng đọc đề với cô. Nêu dụng cụ đo độ dài là gì? Giới hạn đo của thước, độ chia nhỏ nhất và nêu quy tắc đo độ dài. Thì cái câu này cô nghĩ là khá là đơn giản, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn rất là hay bị mất điểm ở trong cái câu này. Khi mà chúng ta làm tự luận, các bạn chưa trả lời những cái câu hỏi một cách cẩn thận và kỹ càng thì chúng ta sẽ rất là dễ mất điểm, được chưa ạ? Và đầu tiên, dụng cụ đo độ dài các bạn sẽ là gì nhỉ? Sẽ là thước, đúng không? Khi mà chúng ta cần đo cái chiều dài của một cuốn vở này, hay là cần đo gì nhỉ? Chiều dài một cái bàn thì chúng ta có thể dùng ngay là thước. Và cái hình ảnh của cái thước mà cô muốn đưa cho các bạn là gì nhỉ? Đây là hình ảnh của một cái thước có chiều dài là 18 cm, được chưa ạ? Vậy thì câu hỏi thứ hai, giới hạn đo của thước là gì? Các bạn còn nhớ cái khái niệm giới hạn đo thước không? Nó chính là gì nhỉ? Nó chính là độ dài lớn nhất mà được ghi trên thước. Chúng ta thấy như trong cái thước của cô thì là chiều dài bao nhiêu nhỉ? Giới hạn đo của nó chính là 18 cm. Và cái khái niệm thứ hai mà các bạn cần phải nhớ được, đó là về độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất của thước là gì? Nó chính là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp thì ở trong cái bài này của cô, nó sẽ có độ chia là gì nhỉ? Hai vạch liên tiếp của nó ở đây là sẽ là gì? 0,1 cm, được chưa ạ? 0,1 cm trong một cái thước này. Và chúng ta thấy là cái giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thì là hai cái khái niệm mà cô thấy rất là nhiều bạn vẫn bị nhầm lẫn, mặc dù nó rất là đơn giản, nên chúng ta cần phải nhớ thật là kỹ cho cô. Thứ nhất là giới hạn đo sẽ chính là độ dài lớn nhất được ghi trên thước. Và thứ hai, độ chia nhỏ nhất của thước đo là gì nhỉ? Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp, nhớ nhá, giữa hai cái vạch con xíu nhỏ bên cạnh nhau thôi, chứ không phải là giữa cái vạch 16 hay 18 này là độ chia nhỏ nhất đâu, nhớ nhá, vạch chia liên tiếp. Và thứ hai là quy tắc để các bạn đo được độ dài chính xác là gì nhỉ? Có rất là nhiều những cái quy tắc, đúng không? Thứ nhất, ước lượng độ dài cần đo để chọn thước thích hợp. Trong cái bước này thì các bạn thấy quan trọng không? Rõ ràng là rất quan trọng, đúng không? Cái thước nó phải phù hợp với cái vật mà chúng ta cần đo. Ví dụ như bây giờ cô có một cái thước 30 cm thì cô sẽ có thể đo được gì nhỉ? Ví dụ cô đo cuốn vở, đúng không? Hoàn toàn đo được. Hay là cô đo chiều dài một cái bút, hoàn toàn đo được nếu như với một cái thước cái 30 cm như vậy, đúng chưa? Nhưng nếu cô muốn đo chiều dài của một cái ô tô 5m chẳng hạn, cô có dùng cái thước này được không? Chúng ta vẫn có thể sử dụng được, đúng không? Tuy nhiên là thời gian là mất rất là lâu và thứ hai là sẽ không chính xác, đúng không? Vậy trong những cái trường hợp như vậy thì các bạn cần đến một cái thước khác, ví dụ như một cái thước dây, đúng không? Chúng ta cũng có thể đo được. Vậy thì cái việc đầu tiên thì chúng ta luôn cần ước lượng cái độ dài cần đo và sau đó chúng ta sẽ chọn một cái loại thước phù hợp. Và thứ hai, đặt thước và mắt nhìn đúng cách. Thế nào là đúng cách? Đó là gì nhỉ? Nếu như các bạn muốn đo chiều dài cái bảng này, đúng không? Thì chúng ta không thể để cái thước vênh ra đúng một góc, đúng không? Mà các bạn sẽ cần phải áp sát vào đây, áp sát vào cái bảng cô, được chưa? Và thứ hai, mắt của chúng ta sẽ phải như nào nhỉ? Sẽ nhìn thẳng vào thước, nhớ nhá, mắt của chúng ta sẽ phải nhìn thẳng vào thước. Đây là cái cách mà chúng ta
đặt thước và mắt nhìn đúng cách. Nếu như các bạn đặt thước mà nghiêng hay là gì đó thì chúng ta chắc chắn là sẽ dẫn đến một cái kết quả sai, đúng không ạ? Vậy thì cái quy tắc đo độ dài chúng ta cũng cần phải nhớ cho cô là nó sẽ có hai quy tắc. Thứ nhất là ước lượng độ dài và thứ hai đặt thước và mắt nhìn đúng cách, đúng không ạ? Đây chính là cái nội dung của câu thứ nhất mà cô muốn các bạn ghi nhớ được. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu hỏi thứ hai. Câu thứ hai, đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là gì? Câu này thì cô thấy là hầu như là những câu hỏi cho điểm người ta mới cho câu này. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta sẽ là mét, ký hiệu là chữ M đó. Và nói về mét thì chúng ta cần phải nhớ cho cô một số cái đơn vị bội và ước mà chúng ta hay thường gặp. Ví dụ như km chẳng hạn, hay là mm, đều phải nhớ nhá. Và ví dụ như đổi và cái cách mà chúng ta quy đổi, ví dụ như 1 km bằng bao nhiêu lần mét, bắt buộc phải nhớ nó sẽ bằng gì nhỉ? 1 mét. Còn nếu mà 1 mét chúng ta muốn đổi sang km thì sao? Các bạn hãy chia cho cô 1.000 lần, đúng không, là chúng ta sẽ ra. Hay là 1 mét sẽ tương ứng với bao nhiêu mm nhỉ? À, 1.000 lần, đúng không, sẽ tương ứng với 1.000 mm. Đây là một số cái cách mà chúng ta đổi thông thường mà các bạn bắt buộc phải nhớ cho cô. Cái thứ nhất là đơn vị đo độ dài hợp pháp là mét, luôn phải nhớ nó là mét. Và nhớ cho cô một số cái đơn vị bội và ước, có thể như là decimet, đúng không? Nhưng mà thường những cái đơn vị đấy nó rất là ít sử dụng, nên các bạn cứ nhớ cho cô cái đơn vị là km hay là mm trước, ok? Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ ba. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ ba, một cái câu hỏi về đo thể tích. Kể tên một số dụng cụ đo thể tích, giới hạn đo của bình chia độ là gì? Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ và đơn vị đo thể tích. Thì đối với câu này, chúng ta sẽ trả lời như nào? À, nhớ lại cho cô là có những cái dụng cụ đo thể tích là gì nhỉ? Chúng ta có rất là nhiều, đúng không ạ? Đơn giản nhất mà các bạn ai cũng nhớ thì có nghĩa là bình chia độ. Bình chia độ, đúng không? Hay là một cái ca này, cái lọ, đúng không? Thì một số cái dụng cụ đo thể tích có thể kể đến là bình chia độ, ca đong, chai lọ và bơm tiêm. Và điều đặc biệt là nó phải gì nhỉ? À, có ghi sẵn dung tích. Nếu như các bạn có một cái chai có thể tích là 1 lít chẳng hạn, thì chúng ta muốn đo 1 lít nước thì chúng ta chỉ rất là đơn giản, đúng không? Các bạn đổ đầy nước vào bình là các bạn có thể đo được cái thể tích nước đấy là 1 lít rồi. Còn trong cái trường hợp nếu như có một cái chai khác chẳng hạn mà người ta không ghi sẵn dung tích thì các bạn có đo được không? Rõ ràng là không thể đo được. Vậy nên cái điều kiện tiên quyết thì chúng ta đều phải nhớ cho cô là nó phải ghi sẵn cái dung tích thì các bạn mới đo được. Và thứ hai, đó là giới hạn đo của bình chia độ. Nó tương tự như trong cái thước mà chúng ta vừa quan sát, đúng không? Thì nó là thể tích lớn nhất được ghi trên bình. Nhớ nhá, thể tích lớn nhất. Và thứ hai, độ chia nhỏ nhất là phần thể tích bình giữa hai vạch chia. Thì cô thấy là cái phần giới hạn thì cũng rất là ít bạn nhầm. Nhưng mà cái phần độ chia nhỏ nhất của cái bình ấy thì rất là nhiều bạn bị nhầm. Vì chúng ta hay nhầm là gì nhỉ? À, các bạn sẽ hay nhầm như là trong thước ấy, độ khoảng cách giữa hai vạch chia ấy, thì trong cái này thì nó phải quan trọng là gì nhỉ? À, là thể tích nhá. Nhớ phần thể tích của bình giữa hai vạch chia liên tiếp. Ví dụ như khi cô có một cái bình như này, được chưa? Cô sẽ chia nó thành một số vạch, đúng không? Thì cái giới hạn đo của kính bình này nó sẽ chính là cái phần thể tích của bình đến cái vạch chia cao nhất, đúng không? Đây sẽ chính là cái phần thể tích, cái giới hạn đo cái bình này, đúng không? Vượt qua cái giá trị này chúng ta có đo được không? Nó đâu có thể ghi dung tích đâu mà các bạn xác định được, phải không ạ? Vậy thì nó sẽ là phần thể tích lớn nhất được ghi trên bình. Và thứ hai, độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất sẽ là khoảng cách giữa gì nhỉ? Phần thể tích giữa hai vạch chia liên tiếp, đúng không? Giả sử như cô lấy cái đoạn này. Đó, thì cái phần độ chia nhỏ nhất nó sẽ là phần cô vừa gạch đây. Đó, là cái phần độ chia nhỏ nhất. Và thứ hai, cuối cùng là về đơn vị đo thể tích. Thì đơn vị đo thể tích là mét khối. Nhớ nhá, là mét khối. Thì cái mét khối này thì chúng ta sẽ nhớ cho cô thêm một số cái đơn vị. Ví dụ như là gì nhỉ? Đơn vị ta rất hay gặp, đó là gì? Lít, đúng không? Vậy thì 1 lít của các bạn là bằng cái gì? 1 lít của chúng ta thì bằng 1 decimet khối. Decimet khối nhá. Và
Cái đề xin mét khối này, nếu như mà đổi với mét khối thì nó sẽ tương với gì? Thì các bạn nhớ cho cô là 1 mét khối sẽ bằng 1.000 decimet khối. Nhớ nhá, đây là cái cách mà chúng ta quy đổi mà các bạn bắt buộc phải nhớ cho cô. Bắt buộc phải nhớ 1 lít thì bằng 1 decimet khối và 1 mét khối thì bằng 1.000 decimet khối. Nếu như các bạn muốn đổi ngược từ decimet khối ra mét khối, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À, thực hiện một cái phép chia. Phép chia chia cho 1.000 đúng không? Là chúng ta sẽ có thể đổi ngay từ decimet khối sang mét khối rồi. Và còn một số cái đơn vị ước nữa thì cô sẽ không giới thiệu trong cái bài học ngày hôm nay. Vì nó chỉ là ôn tập nên cô sẽ cố gắng là sẽ giới thiệu cho các bạn những cái kiến thức cơ bản và chung nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục sang câu hỏi thứ tư. Câu thứ tư. Khối lượng là gì? Dụng cụ đo khối lượng và đơn vị đo khối lượng. Thì cô nghĩ là trong hai câu sau thì các bạn có thể trả lời ngay được. Tuy nhiên câu đầu thì rất là nhiều bạn bị hay bị nhầm cái phần kiến thức đúng không? Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật. Nhớ nhá, khối lượng của một vật chỉ một cái lượng chất chứa trong vật. Đây chính là cái khái niệm của khối lượng mà chúng ta cần phải nhớ được. Và thứ hai là về dụng cụ đo khối lượng. Thì cô tin chắc là chúng ta sẽ có thể trả lời ngay được phải không ạ? Khi mà các em muốn cân, kiểm tra cái cân nặng thì chúng ta cần gì? Kiểm tra cái cân nặng hay là khi đi chợ này mua hoa quả thì chúng ta làm thế nào để biết được khối lượng của một lượng hoa quả nhỉ? À, sử dụng những cái cân đúng không ạ? Đơn dụng cụ đo khối lượng của chúng ta sẽ có là cân. Và cân thì có rất là nhiều loại, ví dụ như là cân đòn này hay là cân tạ đúng không? Trong những cái tiệm vàng thì nó sẽ sử dụng những cái loại cân điện tử đúng không? Rất là số rất là nhỏ và có rất là nhiều dụng cụ. Nhưng mà nếu như được trả lời câu hỏi dụng cụ đo khối lượng là gì thì các bạn chỉ cần trả lời cho cô là cân, được chưa ạ? Và về nhà thì có thể mở rộng cho cô là kể tên một số cái loại cân mà các em biết. Tiếp theo, đơn vị đo khối lượng chính là kg đúng không ạ? Kg thì chúng ta sẽ có một cái ước rất là hay sử dụng là gì nhỉ? Gam đúng không? 1 kg thì bằng bao nhiêu gam nhỉ? 100 g, nhớ nhá. Về kg thì các bạn sẽ chỉ cần nhớ cho cô về cái đơn vị ước là thế thôi. Và cái phần khối lượng này thì tóm lại các bạn nhớ cho cô à, chủ yếu là ba ý đúng không? Thứ nhất là về khái niệm này. Thứ hai, dụng cụ để đo khối lượng là gì? Thứ ba là về đơn vị đo khối lượng là chúng ta đã có thể giải quyết một cái bài toán. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ 5. Câu thứ 5, chúng ta sẽ ôn tập về lực với câu hỏi lực là gì? Dụng cụ đo lực là gì? Đơn vị đo lực và các bạn hãy nêu cho cô cái kết quả tác dụng của lực và lấy ví dụ. Chúng ta thấy này, thứ nhất là về khái niệm. Khái niệm. Lực là tác dụng đẩy kéo của vật này lên trên vật khác. Nhớ nhá, là nó là tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác. Tác dụng đẩy kéo. Ví dụ như là gì nhỉ? Khi mà cô đá quả bóng thì nó có phải là lực không nhỉ? À có. Khi mà cô nén vào một quả bóng cao su đúng không? Có phải là lực không? Rõ ràng là có đúng không ạ? Cái tác dụng đẩy kéo của vật này đến vật khác. Hoặc là có một số cái ví dụ như là khi mà cô đẩy cái bàn đúng không? Kéo một cái ghế thì nó đều là tác dụng lực đúng không ạ? Và thứ hai, dụng cụ để đo lực thì rất là đơn giản với cái tên là lực kế, khá đơn giản đúng không? Đơn vị đo lực là Newton và ký hiệu là chữ N in hoa. Thì cái này rất là đơn giản vì là cái Newton này của các bạn nó không có bội hay ước, chúng ta sẽ luôn chỉ sử dụng cái đơn vị Newton này. Và tiếp theo là kết quả tác dụng của lực. Thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Kết quả tác dụng của lực như nào? Nó có hai cái kết quả đúng không? Lực tác dụng lên vật thì có thể làm biến đổi chuyển động của vật hay làm gì nhỉ? Làm cho vật bị biến dạng. Thì ví dụ thì chúng ta có thể lấy được rất là nhiều cái ví dụ. Ví dụ như ở đây khi mà người ta yêu cầu đến ví dụ thì các bạn cần phải đến ví dụ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ví dụ làm biến đổi chuyển động. Trong trường hợp thứ hai là làm cho vật nó bị biến dạng. Thì cô sẽ lấy cho các bạn một số cái ví dụ rất là thực tế. Như là trong cái trường hợp đầu tiên, biến đổi chuyển động của vật là trong cái trường hợp gì nhỉ? À, các bạn đá bóng, được chưa ạ? Đá bóng hay là đánh cầu lông chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta thấy đấy là gì nhỉ? Gây biến đổi chuyển động của cái quả bóng.
Khi mà cái quả bóng của chúng ta đang đứng yên mà các bạn tác dụng một cái lực đá, đúng không? Thì hoàn toàn nó sẽ chuyển động văng đi xa. Thì đấy chính là một cái ví dụ rất là đơn giản về biến đổi chuyển động. Và thứ hai, làm cho vật của chúng ta gây biến dạng thì cũng là sử dụng một cái ví dụ về quả bóng cao su chẳng hạn. Thì khi mà cô nén, cô sử dụng một cái lực nén vào quả bóng cao su, các bạn thấy là gì nhỉ? Rõ ràng là quả bóng bị móp lại, đúng không? Và rõ ràng đây chính là một cái ví dụ về gây biến dạng cho vật. Hay là sử dụng một cái lò xo chẳng hạn, khi mà cô nén nó lại, đúng không? Các bạn thấy là gì nhỉ? Rõ ràng là cái chiều dài của cái lò xo nó ngắn đi, đúng không? Vậy là khi cô tác dụng vào lực đã làm cho cái lò xo lại biến dạng. Đây chính là một số cái ví dụ mà các bạn có thể lấy được. Và trong cái câu 5 này thì các bạn cần phải lưu ý vì nó liên quan đến rất là nhiều các cái kiến thức và đề thi cũng sẽ rất là hay sử dụng. Nên là cần phải nhớ kỹ cho cô cái khái niệm. Cái khái niệm là cô thấy rất là nhiều bạn bị nhầm cái khái niệm. Và cái dụng cụ đo này, đơn vị đo thì cũng phải học vì chúng ta không được chủ quan vì thế nó đơn giản. Được chưa ạ? Và cái phần kết quả tác dụng của lực thì có thể lấy cho cô thêm một số cái ví dụ ở bên ngoài để chúng ta làm bài nó cẩn thận hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ 6. Câu thứ 6, một câu hỏi về hai lực cân bằng và lấy ví dụ. Thì cái hai lực cân bằng này cô thấy là rất là nhiều bạn sẽ nhớ được luôn cái khái niệm, đúng không ạ? Hai lực cân bằng của chúng ta là gì? Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương, ngược chiều và cùng tác dụng vào một vật mà vật vẫn đứng yên. Và rất là đơn giản để các bạn nhớ được thì chúng ta có thể vẽ như này. Khi mà cô có hai lực tác dụng vào cùng một vật này, ví dụ nhá. Đó. Thì hai lực này của cô muốn cân bằng nó phải có điều kiện là gì? Thứ nhất là hai lực này mạnh như nhau, được chưa? Có độ lớn như nhau. Thứ hai là cùng một phương này, các bạn thấy nó cùng trên một phương chưa? Rõ ràng cùng rồi. Và thứ hai nữa là ngược chiều, thì chiều của nó hoàn toàn đã ngược này. Và cuối cùng, cùng tác dụng lên một vật và vật vẫn đứng yên, thì cái vật, thì hai lực này cô sẽ là hai lực cân bằng. Và thứ hai là chúng ta sẽ trả lời cho một cái ví dụ, đúng không? Ví dụ về hai lực cân bằng, chúng ta thấy là gì nhỉ? Có rất là nhiều cái trường hợp mà các bạn có thể lấy ví dụ về hai lực cân bằng. Và ở đây thì cô sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ, đó là trong việc mà chúng ta tham gia cái trò chơi kéo co ấy. Thì các bạn thấy là gì nhỉ? Nếu như cô có hai đội hai bên, đúng không? Thì các bạn thấy là mỗi đội trong cái trò chơi kéo co ấy, thì chúng ta mỗi đội đều tác dụng vào một dây với một lực, đúng không ạ? Và hai lực này như nào nhỉ? À, mỗi đội kéo về một bên, nhưng mà cái dây của chúng ta thường nó vẫn đứng yên, đúng không ạ? Khi mà chưa phân được thắng bại thì cái dây của cô thường là đứng yên, phải không ạ? Vậy thì trong cái trường hợp đấy, hai lực mà hai đội tác dụng nó chính là hai lực cân bằng nhá. Đó là cái ví dụ. Và trong câu 6 này thì các bạn chỉ cần nhớ được cho cô cái khái niệm và thứ hai là cái ví dụ về hai lực cân bằng. Và về nhà thì có thể tìm hiểu cho cô thêm một số cái ví dụ nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ 7. Câu số 7, trọng lực là gì? Hãy nêu đặc điểm của trọng lực. Thì cái này nó quá quen thuộc, đúng không? Các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Cô tin là cái câu trọng lực này thì hầu hết là chẳng bạn đã quên. Trọng lực của chúng ta sẽ có định nghĩa là trọng lực chính là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Ví dụ như là gì nhỉ? Cái lực mà khi mà cô thả tay, đúng không? Buông cái viên phấn này ra thì cái viên phấn rơi về phía đất. Thì khi đó thì cái viên phấn cô chịu tác dụng của trọng lực, đúng không? Do chịu tác dụng của trọng lực nên là mới bị hút về phía trái đất. Thì đấy là cái ví dụ về trọng lực. Thì các bạn nhớ nhá, cái khái niệm trọng lực của chúng ta là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Và thứ hai là về đặc điểm. Đặc điểm của trọng lực nó sẽ như nào nhỉ? Trọng lực nó sẽ thứ nhất là có phương hướng đứng, và thứ hai là có chiều hướng về phía trái đất. Nếu như các bạn cảm thấy khó nhớ thì hãy liên tưởng cho cô đến cái ví dụ của cái viên phấn, đúng không? Hoặc là khi mà cô dùng cái quả dây dọi ấy mà cô thả nó rơi xuống, được chưa? Thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Rõ ràng là cái phương của nó sẽ theo phương thẳng đứng, và cái chiều của cái dây dọi, cái chiều của cái quả dọi nó rơi xuống như nào nhỉ? À, hướng về phía trái đất, đúng không?
Nếu như cảm thấy khó nhớ về đặc điểm thì hãy nhớ cho cô một số cái ví dụ. Và khi đó thì các bạn vào trong phòng thi thì chúng ta vẫn có thể trả lời được. Được chưa ạ? Nhớ này, thứ nhất, trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Và thứ hai, về đặc điểm thì trọng lực của chúng ta sẽ luôn có phương hướng đứng và có chiều hướng về phía trái đất. Đây là hai cái nội dung mà các bạn cần phải nhớ về trọng lực. Tiếp theo là câu số 8. Nêu cách nhận biết một vật có tính đàn hồi. Một vật có tính đàn hồi, chúng ta nhớ là trong cái chương trình chúng ta học thì sẽ là gì nhỉ? Ví dụ như cái lò xo, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì? Khi mà người ta tác dụng lực làm cho vật bị biến dạng, sau đó ngừng tác dụng lực, nếu vật tự trở về cái trạng thái cũ thì vật của chúng ta có tính đàn hồi. Cái phần này thì sẽ hơi, nếu như mà nhìn chữ thì sẽ hơi bị khó nhớ một chút. Các bạn cứ nhớ cho cô là gì nhỉ? Nếu như bây giờ muốn nhận biết một cái lò xo có tính đàn hồi chẳng hạn, thì đầu tiên là các bạn sẽ làm cho nó biến dạng. Ví dụ như là nén. Được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Ngừng tác dụng lực, tức là thả tay ra. Thì các bạn thấy là gì? À, nếu cái lò xo này của chúng ta trở về cái hình dạng cũ thì chứng tỏ là nó có vật. Vật này của cô có tính đàn hồi, đúng không? Đây là cái cách mà nhận biết một vật có tính đàn hồi hay không. Hay là sử dụng một sợi dây chun. Một sợi dây chun cũng là một cái ví dụ mà chúng ta rất là dễ nhớ và dễ học. Đầu tiên cô sẽ làm gì nhỉ? Dây chun thì không có nén nhá, thì chúng ta chỉ có thể giãn ra, đúng không? Đầu tiên thì các bạn sẽ kéo dây chun ra. Sau đó thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Cái dây chun của chúng ta rõ ràng bị biến dạng và nó dài ra hơn. Được chưa ạ? Và sau đó thì cô sẽ ngừng tác dụng lực, thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Rõ ràng là cái dây chun nó sẽ thu trở lại cái chiều dài ban đầu, cũng chính là gì? Trở về cái hình dạng cũ. Vậy thì rõ ràng có thể kết luận là dây chun cũng có tính đàn hồi. Được chưa ạ? Đây là về cái cách nhận biết mà các bạn cần nhớ cho cô. Nếu như mà chúng ta cảm thấy khó nhớ thì hãy nhớ cho cô một số cái ví dụ như mà cô vừa nêu, để chúng ta sẽ nhớ được các bước để nhận biết một vật có tính đàn hồi. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ 9. Câu hỏi số 9, một câu hỏi về khối lượng riêng. Khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng và đơn vị của nó. Khối lượng riêng thì rất là đơn giản. Khối lượng của 1 mét khối chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. Nhớ nhá, nó không phải là khối lượng của một lít nước chẳng hạn. Nó cũng không phải, đúng không? Mà khối lượng của 1 mét khối chất. 1 mét khối chất thì nó sẽ gọi là khối lượng riêng của chất đó. Chúng ta sẽ ký hiệu là gì nhỉ? Khối lượng riêng của các bạn thì được ký hiệu là D. Chữ D in hoa. Và có công thức D sẽ bằng M trên V. Với M của chúng ta theo đơn vị là gì? M các bạn sẽ theo đơn vị là kg. V theo đơn vị là gì? Mét khối, đúng không? Vậy là từ công thức này, các bạn sẽ suy ra được đơn vị. Được chưa ạ? D sẽ bằng M trên V. Đúng không? Thì M theo đơn vị là kg này, chia cho V theo đơn vị là mét khối. Vậy thì các bạn sẽ có luôn kg trên mét khối, được chưa ạ? Và cái đơn vị của chúng ta nó sẽ là kg trên mét khối. Thì trong cái câu này các bạn cần nhớ gì? Thứ nhất là về khái niệm. Khối lượng của 1 mét khối chất thì nó sẽ là khối lượng riêng của chất đó. Thứ hai, về công thức và ký hiệu. Trọng lượng riêng của chúng ta thì được ký hiệu là D. Ký hiệu là D. Và có công thức là bằng khối lượng chia cho thể tích. Với khối lượng của các bạn thì có đơn vị là kg, thể tích của chúng ta là đơn vị là mét khối, đúng không ạ? Và tựu chung cái đơn vị của khối lượng riêng thì nó sẽ được tính bằng kg trên mét khối. Đây là về khối lượng riêng mà các bạn cần phải nhớ. Và trong chương trình mà lớp 6 mà chúng ta đã học thì ngoài khối lượng riêng còn tìm hiểu về gì nhỉ? À, trọng lượng riêng, đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục sang những câu hỏi để nhớ lại những cái kiến thức về trọng lượng riêng. Câu thứ 10 là về trọng lượng riêng. Trọng lượng riêng là gì? Công thức tính trọng lượng riêng và đơn vị. Chúng ta sẽ làm lần lượt như là trong cái câu hỏi về khối lượng riêng, được không ạ? Trọng lượng riêng của 1 mét khối chất thì được gọi là trọng lượng riêng của chất đó. Và trọng lượng riêng thì sẽ có một cái công thức, đó là gì nhỉ? À, trọng lượng của vật chia cho V, đúng không? Trọng lượng chia cho V. Công thức
thì nó sẽ D sẽ bằng P nhân V. Nhớ là cái trọng lượng riêng của chúng ta sẽ có ký hiệu là chữ D nhỏ. Ký hiệu là cái chữ D nhỏ là trọng lượng riêng. Và thứ hai, cái công thức của nó, D của chúng ta sẽ bằng P chia cho V. Với P có đơn vị là gì nhỉ? Trọng lượng của vật. À, đơn vị là Newton. Được chưa ạ? Còn V đơn vị là mét khối, được chưa ạ? Vậy thì từ cái công thức D nhỏ bằng P chia V, các bạn sẽ có ngay được cái đơn vị chuẩn là gì? Newton trên mét khối, đúng không? Đây chính là cái đơn vị của cái trọng lượng riêng mà chúng ta cần phải nhớ. Vậy thì nhìn lại cái câu này thì các bạn cần nhớ là gì? À, trọng lượng của 1 mét khối chất thì nó được gọi là trọng lượng riêng, được chưa ạ? Trọng lượng riêng của chất đó. Và thứ hai là về công thức. Công thức thì chúng ta có gì nhỉ? D sẽ bằng P trên V, được chưa ạ? D sẽ bằng P trên V. Và cuối cùng là về đơn vị. Đơn vị của nó sẽ là Newton trên mét khối. Đây là những cái nội dung về trọng lượng riêng mà các bạn cần phải nhớ. Vậy thì trong cái chương trình vật lý 6 của học kỳ 1 chúng ta đã học thì còn thiếu cái phần kiến thức nào gì không? À, còn thiếu phần các máy cơ đơn giản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi vào cái câu hỏi tiếp theo. Các loại máy cơ đơn giản cũng chính là cái câu hỏi cuối cùng của cái phần ôn tập ngày hôm nay. Câu thứ 11, các bạn cùng đọc đề với cô. Nêu các loại máy cơ đơn giản và nêu ví dụ công dụng của máy cơ đơn giản là gì? Và bây giờ thì hãy kể tên cho cô các loại máy cơ đơn giản mà các bạn đã được học. Ví dụ là có những loại gì nhỉ? À, có mặt phẳng nghiêng này. Có gì nữa? Khi mà các bạn muốn kéo một gầu nước lên thì cái dụng cụ đó, cái máy cơ đó thì được gọi là gì nhỉ? À, cái dòng dọc, đúng không? Và cuối cùng là đòn bẩy. Vậy thì các loại máy cơ đơn giản có thể kể ra là gì nhỉ? À, cơ bản mà chúng ta đã được học thì sẽ gồm 3 loại. Đó là mặt phẳng nghiêng này, đòn bẩy và dòng dọc. Nhớ nhá, các loại máy cơ đơn giản thì các bạn sẽ có mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và dòng dọc thôi. Và nêu một số cái ví dụ. Thứ nhất, về mặt phẳng nghiêng thì chúng ta có ví dụ về gì? Các bạn có thể lấy một số cái ví dụ trong đời sống, không nhất thiết là phải những cái ví dụ mà cô kể tên, được không? Ví dụ về mặt phẳng nghiêng thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Con dốc, đúng không? Khi mà chúng ta muốn đưa một cái vật gì đó lên cao mà chúng ta muốn tốn ít sức, đúng không? Hoặc là đưa xuống dưới thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái có thể đưa trên một con dốc nào đấy, có thể tự thiết kế, ví dụ như là tấm ván đặt nghiêng, đúng không? Thì nó chính là một cái ví dụ về cái mặt phẳng nghiêng để chúng ta có thể đỡ tốn sức hơn. Và thứ hai là về đòn bẩy. Đòn bẩy thì có rất là nhiều những cái ví dụ, và đây thì cô sẽ kể cho các bạn một cái ví dụ là về dùng búa nhổ đinh. Búa nhổ đinh là một cái ví dụ về đòn bẩy mà các bạn có thể nhớ được. Và cuối cùng là về dòng dọc. Dòng dọc thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Thấy rất là nhiều, đúng không ạ? Trong cái bài học thì các bạn cũng thấy luôn được cái hình ảnh rồi. Đó là gì? Cần cẩu ở công trường xây dựng. Chúng ta thấy là gì nhỉ? À, người ta dùng để kéo gạch lên, đúng không ạ? Rất là lăng, mà nếu như mà một người mà xách thì sẽ không có năng suất, đúng không? Vậy thì người ta sẽ sử dụng cái cần cẩu. Và ở đây thì nó chính là một cái thiết kế của dòng dọc để đưa, có thể đưa là vữa lên này, hay là đưa cát lên, đúng không? Đưa gạch lên thì người ta sẽ sử dụng cái cần cẩu như vậy. Hay là thứ hai là gì? Đó là dòng dọc để kéo cầu nước. Tức là thời ngày xưa mà khi mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng những cái giếng ấy, những cái giếng đào để lấy nước, đúng không ạ? Thì những cái giếng đấy rất là sâu và người ta không thể nào đi xuống múc được, đúng không ạ? Vậy thì người ta bắt buộc phải sử dụng một cái dòng dọc, đúng không? Để đỡ tốn sức. Và thứ hai, đây là một số cái ví dụ về các máy cơ đơn giản mà các bạn cần phải nhớ được cho cô. Mặt phẳng nghiêng này, đòn bẩy, dòng dọc. Và ngoài ra thì bài tập về nhà là sẽ lấy một số cái ví dụ về cái mặt phẳng nghiêng, ngoài những cái về ba cái máy cơ đơn giản này, ngoài những cái ví dụ mà cô đã đưa cho các bạn. Và cuối cùng là về công dụng của các máy cơ đơn giản. Công dụng thì chúng ta có thể kể đến rất là nhiều. Đó là gì nhỉ? Giúp con người dễ dàng thực hiện những cái công việc. Và thứ hai là gì nhỉ? Nó rất là hiệu quả, đúng không? Các bạn sẽ có thể cái năng suất cao hơn. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái cần cẩu ở công trường ấy,
là đã đỡ tốn sức của người rất là nhiều. Và nếu như kể cả sử dụng sức người đúng không, nó vừa lâu này, và thứ hai là gì nhỉ, vừa mất sức đúng không, còn dùng cái cần cẩu thì nó rõ ràng là nhanh hơn rất là nhiều. Và đây cũng chính là công dụng của máy cơ đơn giản. Vậy thì qua 11 cái câu hỏi này thì chúng ta cần nắm được những gì? À, cô đã vừa giúp chúng ta hệ thống hóa lại cái kiến thức đúng không ạ, về những cái gì nhỉ? À, về việc đo độ dài này, đo thể tích, đo khối lượng đúng không? Về trọng lượng riêng này, khối lượng riêng, những cái khái niệm về lực, hay lực cân bằng và cái khái niệm về các máy cơ đơn giản. Thì cô tin chắc rằng là qua cái phần lý thuyết mà cô vừa giúp chúng ta ôn tập lại thì các bạn sẽ có thể ở nhà tự ôn tập và để nhớ lại những cái kiến thức này, và chúng ta sẽ có thể đi thi và hiệu quả hơn. Và bài học của cô hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.